Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Unred. Thì dự án Unred này nó có một chương trình airdrop, đó là mod high-end ra mắt game NFT đầu tiên vào ngày 14 tháng 5 nha các bạn. Thì dự án này nó cũng là một cái chain sẽ test NFT nha các bạn, nghĩa là giày thể thao đi bộ các bạn. Chain này khá là hot hiện nay nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click vào link mô tả dưới video mình, các bạn download về một cái app, đó là cái app Unred này các bạn. Sau đó các bạn mở app ra nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một ISFP Help an account này các bạn, tức là tạo tài khoản này các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản và của nó nè. Rồi bấm vào sign in email nha các bạn. Sign in nữa. Các bạn login Google đi các bạn. Rồi các bạn login một tài khoản Google của tất cả các bạn nha bạn. Mình là Xuân Thu. Rồi khi vào thì các bạn chọn đại một đôi giày nữa đi các bạn. Mình sẽ chọn đôi giày chính giữa nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào Confit End nha các bạn. Bấm Z nha các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chọn một đôi giày của tất cả các bạn nè. Sau đó các bạn bấm Next nha các bạn. Để mình tạo một cái profile của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Let's Go nha các bạn. Đây thì ảnh avatar các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình. Các bạn chọn nhân vật các bạn. Chọn hình đẹp đẹp làm ảnh avatar của mình nha các bạn. Đội nón lên luôn đi. Rồi các bạn bấm Sell nha các bạn. Trên Sell bên đây nè. Đây thì trang phục, các bạn chọn trang phục nào cho đẹp nha các bạn. Thiết kế cho đẹp lên. Rồi gì đi. Ôi hôm nay sao không khóc ta. Để kiếm khuôn mặt khác. Thôi các bạn Sell đại đi các bạn. Rồi bấm Rush It nha các bạn. Bấm Net. Rồi Username thì các bạn tự đặt nha các bạn. Xuyên thu. Rồi mã ghép code này thì mình có để dưới phần link mô tả dưới video, các bạn việc copy bắt vào nha các bạn. Thì mã ghép code của mình là 8i chứ. Rồi mình xin nhắc lại nha các bạn. Các bạn nhập mã code này các bạn để các bạn nhận được 1.000 Unred, tức là 10.000 step đó các bạn. 10.000 step tức là 10.000 bước chân của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bấm Next nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào Unword. Skip ghép code. Rồi bạn bấm skip đi các bạn. Phụ điện checker. Đâu. Cái này để. Rồi giờ đây các bạn nhấp vào cho phép đồng ý đi các bạn. Rồi let's go. Rồi các bạn bấm luôn cho phép luôn đi. Rồi các bạn nhấp đây nha các bạn. Rồi khi vào thì các bạn lướt qua phải không. Các bạn chọn một đôi giày của tất cả các bạn nè. Rồi các bạn bấm next nha các bạn. Chờ nó tạo một chút xíu các bạn. Rồi bấm Done nha các bạn. Rồi bấm vào OK nè. Đây sao giao diện của máy mình này nó khác với giao diện máy bên kia ta. Let's go luôn. OK. Rồi khi vào thì bạn nhấp vào mũi tên bên cùng nè các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được là một đôi giày của các bạn là Unred nha các bạn. Thì các bạn cứ việc đi bộ hay là gì đó các bạn, thì đủ 10.000 step này thì các bạn sẽ nhận được một, cứ 10.000 bước chân thì các bạn sẽ nhận được một step là đôi giày này nha các bạn. Thì đôi giày này có thể bán được nha các bạn. Rồi đây thì show nè, các bạn có thể sell nha các bạn. Đây bride nữa. Các bạn có thể bán qua phần bán này, mình đã hướng dẫn sau đi các bạn. Rồi các bạn chỉ việc vào mục này nè các bạn. Sorry các bạn vào mục này nè các bạn. Rồi các bạn có scan nha các bạn, hoặc là các bạn để đó các bạn đi bộ nha các bạn. Các bạn sẽ quét scan này các bạn để tìm những cái vật phẩm có giá trị các bạn có thể bán được nha các bạn. Đây thì bạn nhấp vào nha các bạn. Không được, nhấp lại vô đây không được luôn. Trong đây nó có những vật phẩm nha các bạn.
Trước cái ta. Rồi, lâu lâu các bạn vô đây, các bạn quét scan, các bạn tìm vật phẩm nha các bạn. Các bạn có thể nhận được những cái đôi giày hay là này nọ luôn nha các bạn, vật phẩm đó. Để mình kiếm cái. Rồi, thì cái về cái phần săn vật phẩm này thì các bạn lâu lâu các bạn vào, các bạn quét scan nó nghe các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây, các bạn tìm nha các bạn. Vì đây mình thì cũng có rồi. Rồi, sau đó bấm đây nè. Thì các bạn có việc để đây đi bộ nha các bạn. Rồi, thì đây thì các bạn nhấp vào mục này nè các bạn. Rồi, đây là các bạn bấm vào file URED nè. Thì các bạn việc copy cái link ghép này mà chia sẻ trong bè và người thân nha các bạn. Mỗi một lượt ghép cái link của tất cả các bạn thì các bạn sẽ nhận được 1.000 boy unread nè các bạn. Tức là 10.000 step đó. Và invite. Rồi, để thoát ra được thì các bạn bấm vào một invite nè các bạn. Rồi, các bạn chia sẻ lên tờ Twitter nha các bạn. Rồi, bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi, vậy sau này mình sẽ update tiếp thông tin dự án này tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy video của mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.